24 giờ qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 11.478 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 11.469 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 6.158 ca. Còn trong ngày hôm nay, 11.116 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 374.578 người. Trong khi đó, thống kê ngày hôm qua cho thấy có hơn 1 triệu liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 28,2 triệu liều. Hàng trăm người chen lấn giành giật phiếu tiêm chủng trong đêm. Thực tế này xảy ra tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào ngày hôm qua 11 tháng 9. Lãnh đạo địa phương khẳng định nguyên nhân là do hiểu nhầm và sẽ không để tình trạng này tái diễn. 22 giờ đêm tại trường tiểu học Trung Văn, điểm tiêm chủng của phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Hàng trăm người tập trung, chen lấn, giành giật phiếu đăng ký tiêm chủng như chưa hề có dịch xảy ra. Họ hẹn bọn em là 10 giờ là ra tiêm, bảo là tổ 5 là 10 giờ tiêm, nhưng mà bây giờ là gần 11 giờ rồi, bọn em tổ 5 vẫn đang đứng đây. Mong là các phường sẽ tiêm giãn ra. Theo tôi thì là nên hẹn theo tổ dân phố, chẳng hạn như là mỗi tổ thì một giờ rất chẳng hạn thế. Lực lượng chức năng đã phải đóng cửa điểm tiêm chủng và liên tục phát loa kêu gọi người dân đảm bảo giãn cách. Sau hơn 20 phút, tình hình trật tự tại điểm tiêm chủng mới được lập lại. Tiêm không phải là một ngày hôm nay mà đã tiêm rất nhiều ngày nữa. Tất cả mọi người đứng giãn cách không? Trao đổi với phóng viên VTC, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Văn cho biết, tình trạng trên là do có sự hiểu nhầm trong quá trình thông báo từ phường về tổ dân phố và từ tổ dân phố đến người dân và các chủ nhà trọ trước khi diễn ra chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Phường Trung Văn đã cho tổ trưởng tổ dân phố thông báo cho người dân của tổ mình lập danh sách đăng ký tiêm cụ thể. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo, người dân và chủ nhà trọ đã thông báo cho tất cả mọi người cùng ra điểm tiêm nên dẫn đến tình trạng tập trung đông người. Phường Trung Văn chúng tôi cũng nghiêm túc để rút kinh nghiệm. Đồng thời là chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các bác là tổ trưởng tổ dân phố phải thực hiện công tác lập danh sách theo đúng quy định, đồng thời là gửi danh sách về phường, nhận giấy mời từ phường và gửi tới tay tận đối tượng, để khi người dân cũng như là người lao động tự do, sinh viên nhận được giấy thì theo khung giờ đã định. Cũng trong chiều nay, trao đổi với phóng viên VTC, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khẳng định, ngay sau khi có sự việc xảy ra tại phường Trung Văn, quận đã có chấn chỉnh kịp thời. Toàn bộ tất cả công tác tiêm chủng trên địa bàn của phường Trung Văn giãn cách toàn bộ và đã mở thêm tiếp ngay một cái địa điểm nữa ở bên trường Nguyễn Du. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã yêu cầu là đồng chí chủ tịch ủy ban dân phường rút kinh nghiệm sâu sắc đấy, và tiếp tục giao cho ủy ban dân quận và ủy ban phường tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của đồng chí chủ tịch ủy ban dân phường. Trong đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lần này, phường Trung Văn được phân bổ 3.500 liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm. Địa bàn phường có người dân, đặc biệt là số sinh viên, người lao động ngoài tỉnh trên địa bàn phường bị mắc kẹt rất lớn. Thưa quý vị, không quá lời khi nói việc sao kê từ thiện thực sự đã và đang dần trở thành một trào lưu. Người thì hứa hẹn, người thì ngay lập tức công khai các khoản sao kê, tài khoản quyên góp như một hành động rõ ràng nhất nhằm minh chứng cho sự minh bạch của bản thân trong hoạt động từ thiện. Bên cạnh các nghệ sĩ có số lượng người hâm mộ lớn như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, thì mới đây nhất phải kể đến Giang Thị Kim Cúc, nhân vật mà thời gian qua đã được cộng đồng mạng chú ý với chương trình Mai Táng Không Đồng. Sau những ồn ào bị tố ăn chặn tiền từ thiện và phải sao kê, chị Giang Thị Kim Cúc tiếp tục trở thành nhân vật gây tranh cãi khi một số hình ảnh sao kê được hé lộ. Con số quyên góp của trưởng nhóm Mai Táng Không Đồng không thua kém bất kỳ một nghệ sĩ nổi tiếng nào, lên tới gần 16 tỷ đồng, trong khi trước đó cô vẫn thường than hết quỹ. Chưa biết tính xác thực của những hình ảnh này ra sao, tuy nhiên, những ồn ào gần đây liên quan tới từ thiện đã đang thực sự khiến cộng đồng mạng dậy sóng và bị lung lạc niềm tin vào các hoạt động được cho là giúp đời, giúp người. Nếu mà chúng ta thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật thì chúng ta phải thành lập cái quỹ từ thiện hoặc là tổ chức từ thiện. Không phải riêng nghệ sĩ mà bất cứ ai khi mà đi mà quyên góp từ thiện á,
thực hiện cái công việc từ thiện xong thì phải có trách nhiệm về sao kê từ thiện, cụ thể là phải là minh bạch rõ ràng, đó là cái trách nhiệm của mỗi người khi mà quyên góp từ thiện. Thì các nghệ sĩ nếu mà muốn làm bài bản cái việc mà hoạt động từ thiện đó, quy mô, thì mình nên làm, mình nên tuân thủ theo quy định pháp luật. Cái việc mà sao kê tiền từ thiện về mặt đạo đức và về mặt xã hội thì anh cần phải làm để đảm bảo, để anh minh chứng là anh đã làm cái chuyện này, và thậm chí là anh làm cái chuyện này nó đúng đối tượng, đúng cái công việc hoạt động này cần phải thực hiện sớm ngay khi mà cái hoạt động thiện nguyện chấm dứt. Câu chuyện sao kê cũng như những ồn ào liên quan tới việc từ thiện thực tế mới chỉ dừng lại ở mức nghi vấn, đồn đoán. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã khiến hàng loạt các tên tuổi nổi tiếng trong showbiz phải lần lượt công khai các khoản thu chi quyên góp. Việc xử lý những khủng hoảng truyền thông xảy ra đối với công việc từ thiện của mình nó không hề đơn giản một chút nào. Nó cho thấy một lần nữa là chuyện làm từ thiện luôn luôn cần hai điều. Thứ nhất là minh bạch và thứ hai là kịp thời. Khi mà mọi người đóng góp tiền vào cho mình thì đúng là họ có cái quyền họ yêu cầu để họ kiểm soát cái đồng tiền của họ khi gửi gắm cho mình nó sẽ được đưa đi đến những đâu và làm những gì. Chính vì thế trên trang cá nhân của mình á, Nghĩa luôn luôn sẽ cập nhật hình ảnh của những cái việc mà mình làm để cho mọi người thấy được cái số tiền của họ nó đi như thế nào và mọi việc nó minh bạch để mọi người tin tưởng mình hơn. Nếu chúng ta làm từ thiện một cách trong sáng trên tinh thần là xã thân thì tôi tin rằng là xã hội sẽ luôn luôn bảo vệ chúng ta. Và cái việc sao kê từ thiện, cái việc công khai minh bạch thì lòng người đã thuận. Cho nên cái việc mà cái thời gian dù nó có 5 năm hay 10 năm trở về sau thì cũng không ai quay lại truy xét chúng ta về vấn đề này. Sao kê có thể không là hành động đủ để chứng minh cho sự minh bạch trong hoạt động từ thiện, nhưng chắc chắn nó là quy trình cần có. Và nếu sao kê đang dần trở thành một trào lưu thì ắt nó sẽ là một trào lưu tốt, không chỉ giúp cho nghệ sĩ và người làm thiện nguyện nói chung đảm bảo được uy tín cá nhân, mà còn giúp cho hành trình ý nghĩa mang tên thiện nguyện của họ được đi xa hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn. Ngay từ khi dịch ở thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng, nhiều bệnh viện được chuyển qua điều trị chuyên về COVID-19. Các bệnh viện dã chiến được thành lập, nhân viên y tế được chia ra nhiều nơi để chống dịch. Cải thiện dinh dưỡng bữa ăn, có thêm không gian, thời gian nghỉ ngơi sau mỗi ca trực, trang bị đầy đủ bảo hộ cùng với trang thiết bị máy móc, thuốc men cho lực lượng y bác sĩ tại các bệnh viện là chủ đề đang được dư luận quan tâm trong những ngày qua. Bệnh viện dã chiến điều trị COVID số 14 có hơn 600 y bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế vào chia lửa cho thành phố Hồ Chí Minh. Ở môi trường làm việc đặc biệt này, để đảm bảo bữa ăn, giấc ngủ cho hàng trăm nhân viên y tế, bệnh viện đã có những đề xuất về chế độ cho nhân viên y tế với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khi ông đến thăm bệnh viện này. Độ ăn dinh dưỡng cho các y bác sĩ để đảm bảo sức khỏe, thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện, các cái nơi tổ chức ăn nghỉ cho y bác sĩ đó. Cho nên trong quá trình đó, nếu như có bất kỳ cái thông tin cần cái sự điều chỉnh gì đó, thì cũng xin các anh là thông tin cho nó thẳng thắn. Căn cứ vào quyết định của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 8, thành phố đã có chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trong đó, mức hỗ trợ trung bình mỗi người từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Đồng thời, những bệnh viện trước kia tự chủ tài chính nay chuyển đổi công năng sang điều trị COVID-19, thành phố sẽ chuyển đổi chế độ được hưởng ngân sách nhà nước, đơn cử như Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi điều trị COVID-19 với 1.000 giường bệnh. Nhân viên y tế cũng được bố trí ăn ở hợp lý trong thời gian làm việc. Là do cái đặc thù, bệnh này là một bệnh nhiễm, có khả năng lây lan cao, cho nên là đối với nhân viên y tế thì phải tính toán cái ca kíp làm việc, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế. Mục tiêu là làm thế nào nhân viên y tế tránh được tối đa cái chuyện lây nhiễm. Và một cái khó khăn của bệnh viện hiện nay là do các viên chức trực tiếp chăm sóc không có về nhà được mà phải lưu trú tại một cái nơi khách sạn, thì bệnh viện đang bố trí một cái khách sạn để cho các viên chức nghỉ phục hồi sức khỏe để tiếp tục làm việc. Bảo đảm các khoản lương phụ cấp, các chi phí vận hành bệnh viện cũng như là thu nhập, kể cả thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế theo nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân thành phố thì đều được bảo đảm đầy đủ. Bảo đảm với tinh thần là không giảm so với lại cái thu nhập năm 2020. Rồi những nhân viên cán bộ viên chức ở những cái bệnh viện mà không được kiểm soát, không phải là COVID nhưng mà tình nguyện đến những bệnh viện dã chiến, những trung tâm hồi sức để mà cách ly điều trị thì được hưởng chế độ như là những cán bộ viên chức người lao động tại các bệnh viện đã chuyển đổi công năng.
để bù đắp phần nào những khó khăn và động viên cho lực lượng y tế tuyến đầu phòng chống dịch, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Mới đây, ngày 9 tháng 9, Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét và thông qua các cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt trong đó là chế độ phụ cấp cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch nói chung, các phụ cấp đặc thù chuyên môn cùng chế độ ăn và sinh hoạt đối với lực lượng y tế.